Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game Ice Cream 4 tiến test băng giá phần 4 là tựa game đầu tiên trong video này. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Mình sẽ chơi trò chơi này ở chế độ Hard Mode, chế độ khó nhất trong trò chơi. Có bao giờ giới thiệu đi. Hãy khám phá tựa game luôn nha. Chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót nếu bị bắt đấy các bạn ạ. Cần bị ông bán kem bắt thôi là chúng ta sẽ thua luôn. Tất cả mọi thứ mình sẽ để nó diễn ra một cách rất nhẹ nhàng. Nếu bây giờ mình đi ra thì sẽ bị con này nó phát hiện này. Phải đợi nó đi qua thì chúng ta mới nên mở cửa này. Ta chỉ nên im lặng thôi các bạn ạ. Đừng gây kinh động đến ông bán kem. Không thì ông ta sẽ lên bắt chúng ta đấy. Nó vẫn chưa phát hiện ra là mình đã trốn thoát ra ngoài. Cộng trông rồi, đi đến cuối cùng. Con robot đâu rồi? Con đang đi lại đằng này, xác định được vị trí của nó cơ. Quay ra quay vào đấy nha. Ta lại phải đi đường khác. Mua vào đây đi. Ok ạ. Ok. Kem không có ở đây luôn. Tranh thủ làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta là sẽ tháo cái lưới này ra. Khi ông bán kem quay lại đây thì nhiều. Ôi ông bán kem này. Wow. Tốc độ của ông ấy là quá nhanh, ông ta chạy luôn. Đúng là chiến đấu là smart. Khó nhất có khác. Chúng ta đang vào đây. Chết tiệt. Cho các ngươi đuổi ta một vòng luôn. Phải bình tĩnh thôi các bạn. Wow. Từ phía bao vây sợ thật. Bastard.
đi đến đâu mà ông đuổi theo vậy? Tốc độ của ông ta quá kinh khủng. Con robot ở cái map này nó cũng thông minh hơn nha các bạn. Xem nào. Nhìn đâu phải chốt cửa lại cho nó chắc. Ta có manh mối là một số 4 rồi. Ông ta đang ở gần đây. Ông ấy kem đang ở gần đây. Ông làm thế nhờ. Uầy.
Chúng ta kìa. Ủa, khi thì mình bị con lính mà phát hiện. Cho nó đi qua đã. Có sao mình cứ lại đây nhỉ? Không được, không được. Phải thử cách khác thôi. Không biết ông bán kem đang ở đâu nữa, hoang mang thực sự luôn ấy. Còn cái con hay bị điện giật đâu rồi. Thank you.
À nó đây rồi. Phải đập nó ra đây cơ. Đứng tạm vào đây cho an toàn. Được lắm, mình không chơi cái chế độ này là nó hơi khó đấy các bạn ạ. Ngày trước mình chơi thì rất đơn giản, chơi nhanh hơn là bây giờ. Có được khẩu súng để phòng thủ. Ông ta đến đây là mình nhảy xuống đây luôn. Wow, tốc độ con boss khá là nhanh. Và trong căn phòng kia và ấn một cái nút màu xanh là chúng ta đã giành chiến thắng trong cái trò chơi này nha các bạn. Ở mức độ hard mode, mức độ khó nhất của trò chơi. Rồi bởi vì gã hàng xóm này rất kỳ cục. Let's go. Mình sẽ cố gắng chiến thắng trò chơi này. Mà trò chơi ice cream vừa giờ mình thấy khó hơn. Ông bán kem truy đuổi rất là gắt gao, tốc độ ông ta rất là nhanh. Và những con boss vệ tinh xung quanh ta cũng rất là thông minh. Chúng luôn luôn phát hiện ra cái vị trí của mình đứng và báo ra những cái âm thanh để gọi ông bán kem đến bắt chúng ta.
may mắn là mình cũng chiến thắng trò chơi như mọi lần. Trò chơi đấy thì mình chơi chế độ Asmod rất là nhiều, rất nhiều video mình đã chơi rồi, mình chơi nhanh hơn rất là nhiều. Vừa giờ bình thường mình chơi cái trò chơi đấy chỉ tầm khoảng 11-12 phút rồi, lâu mình không chơi thành ra mình chơi đến 18 phút. Đây những cái nút điều hướng trong game nó chìa khóa này. Ta sẽ dùng cái này để mở khóa. Ta đã phát hiện ra mình thì phải may mắn là ông ta vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Chúng ta đâu biết là ông ta đang ở gần đây thôi, nhưng chưa nhìn thấy. Chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta đang rửa mặt thì phải. Mình sẽ thử đó. Cái này thì không nhanh nhưng bắn kem được, nhưng mà tại cứ đề phòng thôi. Ông ta đâu rồi? Hello, ông lê bộ. Cháu nó đi tìm ông lê bạn cho đi. Mình đã xuống được căn hầm. Nhiệm vụ ở dưới này không có thì đang sống sẽ xuống dưới này tóm chúng ta. Oh my god, chúng ta sẽ đuổi đằng sau đây. Chạy thôi. Ôi, run. Let's go. Ok, vậy mình hoàn thành xong cái trò chơi này chapter 1 August 3, tựa game tiếp theo trong video.
mình. I should get out of here. Phản ứng luôn. Ok, Stickman ra break. Thank you.
Wow, di chuyển đúng xuống biển đó. Gặp cá mập luôn. Scary World Adventure. Honey.
Oh my gosh. Từ khi đó vô địch qua chúng ta. May thế. Mình không để bà sơ này phát hiện ra mình. All the way down here. I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Bà ta yêu cầu chúng ta quay trở lại. Ok, vậy là mình đã hoàn thành cái chương The Hunt. Sau này đây là tựa game tiếp theo mà mình review. Vậy là
mình đã hoàn thành xong tựa game The Last Horror. Chơi được 1-2 chương ở cái phần setting này đi. Đến đây phải Momo sẽ tới à? Tất cả chúng mày đến đây, không sợ đâu. Chưa theo bóng dáng. Anh có ôi. Sự kiếm làm gì đấy? Bỏ cho 2 cái rồi. Trong tay ta là một khẩu liên thanh. Đến cả đây. Cuộc 3. Trước thế chúng ta vượt qua các quốc thưa các bạn nhé. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye.